Ngày Tết là dịp đoàn viên của mỗi gia đình. Thế nhưng, với những người làm công tác bảo vệ rừng ở Ban Quản lý rừng phòng hộ Sierra Bốc huyện Đam Rông, ngày Tết cũng là thời gian trùng với cao điểm thực hiện nhiệm vụ của mình. Những ngày này, hàng chục cán bộ, nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Sierra Bốc vẫn phải túc trực đầy đủ quân số để sẵn sàng thành lập các tổ cơ động, cùng với các hộ dân tham gia nhận khoán tại địa phương tuần tra bảo vệ rừng. Hiện nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sierra Bốc đang quản lý hơn 31.319 hectare rừng tại 6 xã với 1.069 hộ, trong đó có 113 tổ với 3 đơn vị tập thể đang nhận khoán bảo vệ rừng. Nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm luật lâm nghiệp, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sierra Bốc đã phân công lực lượng duy trì, đảm bảo quân số trực chữa cháy rừng mùa khô hanh, đặc biệt tăng cường công tác kiểm tra, truy quét nhằm ngăn ngừa tình trạng vi phạm luật lâm nghiệp. Cùng với đó, đơn vị cũng đã khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để triển khai Tết trồng cây và thực hiện tốt kế hoạch trồng rừng vụ xuân trên địa bàn huyện. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm nay, thì chúng tôi đã chỉ đạo trực 24/24 và huy động gồm có lực lượng chuyên trách các trạm quản lý bảo vệ rừng và huy động lực lượng nhận khoán tuần tra rừng để làm sao phát hiện và ngăn chặn kịp thời các cái hiện tượng phá rừng xảy ra. Thường xuyên có người đi kiểm tra và đặc biệt là các trạm để xử lý những cái tình huống phát sinh xảy ra. Đồng hành giữ rừng cùng với các cán bộ lâm nghiệp Ban Quản lý rừng phòng hộ Sierra Bốc là 1.069 hộ dân địa phương tham gia nhận khoán bảo vệ rừng. Bình quân, mỗi hộ nhận quản lý bảo vệ hơn 20-25 hectare rừng với 600.000 đồng trên 1 hectare trên năm. Nhờ tham gia nhận khoán giữ rừng, hàng trăm hộ dân tại địa phương cũng có thêm thu nhập, chăm lo cho cuộc sống hàng ngày. Ngoài công việc làm nương rẫy, người dân còn tham gia nhận khoán cũng tự sắp xếp thời gian để cùng cán bộ đi tuần tra rừng. Nhờ đó, tình trạng vi phạm luật lâm nghiệp giảm so với trước. Trong năm 2021, trên diện tích rừng do đơn vị quản lý đã xảy ra 22 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, với tổng diện tích rừng thiệt hại là 6,80 ha, với khối lượng lâm sản là 86,466 mét khối. Theo đó, giảm 51,11% về số vụ và giảm 45,90% về diện tích so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, số vụ đã xác định được đối tượng là 18 vụ, chiếm 81,82%. Về số vụ chưa xác định được đối tượng là 4 vụ, chiếm 18,18%. Cái công việc mình thường ngày thì cũng phải có cái trách nhiệm. Ví dụ là đi rừng, đi rẫy hoặc trực cháy thì cũng phải tuân lệnh theo bên ban kiểm lâm sắp xếp, ví dụ theo lịch, theo từng tổ, ví dụ là cứ một tổ một tuần khoảng 2 lần hay là một lần gì đó, mà trong một tháng thì cứ bắt buộc phải một tổ là phải 2 lần đến 3 lần là trong mùa khô. Dịp Tết cũng là thời điểm hoạt động quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Đam Rông diễn biến rất phức tạp. Tuy nhiên, với sự vào cuộc cùng với sự quyết tâm cao độ của các cấp, đoàn thể, ban ngành cùng với người dân, công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Đam Rông vẫn đang được duy trì thực hiện nghiêm ngặt. Một mùa xuân mới đã về, trên các cánh rừng ở Đam Rông, mùa xuân cũng mầm xanh và hy vọng đang tỏa ngát hương thơm trên các buôn làng.